chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý có trong bản tin hôm nay. Long An luôn quan tâm thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Nhiều trợ lực từ pháp lý dành cho nhà ở xã hội. Tin thế giới, nỗ lực chung bảo vệ môi trường của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và doanh nghiệp Trung Quốc. Thưa quý vị, thời gian qua, tỉnh Long An luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, tổ chức chính trị, xã hội và các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, đảm bảo mọi trẻ em đều được chăm sóc và phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ và tâm hồn. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 144.000 thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho trẻ em với tổng số tiền hơn 101 tỷ đồng. Tỉnh đã quan tâm, vận động nguồn lực hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Hỗ trợ đột xuất cho 31 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 62 triệu đồng. Thăm và tặng quà, học bổng, dụng cụ học tập, xe đạp, hỗ trợ dài hạn, tập học sinh và ghế bại não cho hơn 9.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đột xuất nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tháng Hành động vì Trẻ Em, Tết Trung Thu và năm học mới với tổng số tiền trên 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ phẫu thuật tiêm cho 13 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh với số tiền trên 500 triệu đồng. Tổ chức hỗ trợ kinh phí cho 127 trẻ em mồ côi do Covid-19 với số tiền 635 triệu đồng. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An luôn chủ động tích cực chỉ đạo, đồng hành cùng các cấp hội, tập trung nguồn lực, đề ra nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong việc hỗ trợ hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngay từ đầu năm, các cấp hội khảo sát, tiếp cận giúp đỡ 100% hộ nghèo, cận nghèo thông qua hình thức hỗ trợ vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ các phương tiện sinh kế, tặng quà, xây nhà tình thương, tích cực chăm lo, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống và vị thế của phụ nữ, gắn với nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra. Như vậy, qua nửa nhiệm kỳ, các cấp hội hỗ trợ trên 1.290 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, đạt tỷ lệ trên 100%. Trung bình hàng năm, hội hỗ trợ 646 trên 300 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ đạo cụ thể. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tiến độ thực hiện tại một số địa phương còn chậm dù tỉnh có những hỗ trợ triển khai quyết liệt. Theo kế hoạch, năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gồm huyện Tân Thạnh, Cần Duộc và Vĩnh Hưng. Một huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Tân Trụ, cùng 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, và nhất là bảo đảm giải ngân hết hơn 460 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Tuy nhiên, thời gian qua, tiến độ triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác chỉ đạo một số nơi vẫn chưa thực sự quyết liệt. Đáng chú ý, khi tính đến tháng 10 này, tỷ lệ giải ngân vốn chương trình chỉ đạt hơn 53% kế hoạch vốn giao. Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2024 đã xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực để phấn đấu thực hiện. Trong đó, chỉ tiêu về sản lượng lúa bình quân ở lĩnh vực kinh tế đến nay đã đạt kết quả ấn tượng vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng diện tích lúa gieo xạ năm 2024 ước đạt 538.000 ha, tăng hơn 16.000 ha so với cùng kỳ. Sản lượng ước đạt hơn 3,1 triệu tấn, tăng hơn 48.000 tấn so với cùng kỳ và tăng 279.000 tấn so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 2,85 triệu tấn. Ngoài ra, nghị quyết năm 2024 cũng đặt ra mục tiêu là có 70% lúa chất lượng cao, nhưng so với sản lượng hiện có thì con số này đã đạt hơn 73%, tương đương trên 2,2 triệu tấn. Thành công này có được là nhờ nhiều yếu tố, trong đó có sự thuận lợi của thời tiết, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền và đặc biệt là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nông dân đã tích cực chuyển đổi giống lúa, áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như mạnh dạn tham gia liên kết. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Sau khi chính phủ phê duyệt đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, hàng loạt dự án đã được khởi công với việc 3 bộ luật là luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản đã chính thức có hiệu lực, dư luận đang rất kỳ vọng vào việc phát triển phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Theo Bộ Xây dựng, hiệu quả đầu tư nhà ở xã hội còn thấp, nhiều tỉnh, thành phố có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội do có nhiều khu công nghiệp, nhưng số dự án thực hiện lại rất ít. Việc giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cũng chưa đạt kết quả như mong đợi do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu và một số doanh nghiệp chưa đủ điều kiện về tín dụng. Tính từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn cả nước đã có khoảng 804 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô gần 574.000 căn hộ, trong đó có 376 dự án đã hoàn thành với quy mô gần 196.000 căn. Bộ Công Thương vừa chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số làm việc yêu cầu TEMU tuân thủ pháp luật Việt Nam và sẵn sàng phương án áp dụng giải pháp kỹ thuật ngăn chặn phù hợp. Công văn do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký nêu rõ, thời gian gần đây các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như TEMU, SEIN 1688 tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng chưa đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương. Những nền tảng này thu hút sự chú ý lớn của người tiêu dùng tại Việt Nam và trở thành chủ đề nóng trên nhiều phương tiện truyền thông. Bộ trưởng yêu cầu Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, hướng dẫn người tiêu dùng thận trọng khi thực hiện mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Mùa du lịch năm 2024 vượt qua những khó khăn thiệt hại do mưa bão, tỉnh Hà Giang đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kích cầu phát triển du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ. Để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch khi đến với Hà Giang, tỉnh đã tập trung khai thác các tiềm năng lợi thế riêng có của từng địa phương, đồng thời liên kết đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch. Đặc biệt, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang cũng đã kêu gọi các hội viên cơ sở kinh doanh du lịch hưởng ứng chương trình kích cầu giảm giá các dịch vụ từ 10 đến 30% từ nay đến hết tháng 2 năm 2025. Trong 10 tháng đầu năm 2024, Hà Giang đón hơn 2,7 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 313.000 lượt khách quốc tế, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 85,1% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 6.700 tỷ đồng. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2024 đến nay, các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho 3.139 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó 58% số ca đến từ các tỉnh. Cụ thể là 1.834 ca, bao gồm 1.607 ca nội trú và 227 ca ngoại trú, đã có một trường hợp tử vong. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khi số bệnh nhân mắc sởi tại thành phố bắt đầu giảm, thì số ca mắc từ các tỉnh xung quanh đến khám và điều trị tại các bệnh viện ở thành phố tiếp tục tăng mạnh trong 2 tuần qua. Chỉ riêng tuần qua, số ca bệnh từ các tỉnh khác chuyển đến điều trị tại 4 bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 255 ca, tăng 43% so với trung bình 4 tuần trước, trong đó có 209 ca điều trị nội trú. Thưa quý vị và các bạn, chợ đêm Ninh Kiều là một trong những khu chợ sầm uất và sôi động bậc nhất tại thành phố Cần Thơ. Ghé thăm khu chợ này trong chuyến du lịch ở Tây Đô sẽ mang đến cho du khách những kỷ niệm đáng nhớ với đa dạng các món ăn đặc sắc. Mời quý khán giả cùng phóng viên chương trình trải nghiệm ẩm thực tại khu chợ đêm này ngay sau đây. Những ánh đèn sáng lên thì cũng là lúc chợ đêm Ninh Kiều bắt đầu sôi động rồi đó ạ. Trong hành trình lần này, một quý khán giả sẽ cùng với Văn Tàng chúng ta cùng khám phá Cần Thơ về đêm như thế nào nhé. Đi thôi! Đến đây, du khách có thể thưởng thức hàng trăm món ăn ẩm thực đường phố, đa dạng và phong phú. Vẻ đẹp chân quê mộc mạc của người dân Nam Bộ cũng góp phần không nhỏ, tạo nên nét duyên dáng riêng biệt cho chợ đêm Ninh Kiều. Ghé nhiều các tỉnh lắm, các tỉnh chứ không phải Mũi, Cà Mau, rồi cũng phải ghé qua Cần Thơ, mấy cũng đi đâu cũng về ghé qua Cần Thơ. Ngồi vỉa hè thì nó thiệt ngồi vỉa hè, nhưng mà thực tế ra thì cũng giá rẻ. Giá thiện rẻ nhưng mà thật thà rồi không có bô trồ. Với sạp hàng hải sản này, mỗi ngày bà Nguyệt đón gần trăm khách trong và ngoài nước đến thưởng thức ẩm thực. Nhiều món ăn tươi ngon từ các loại ốc, hải sản được trưng bày bắt mắt, nhưng đặc sắc nhất theo chủ quán chính là món lẩu mắm miền Tây. Đặc sắc nhất mình ở đây là nói chung là chỉ có lẩu mắm. Lẩu mắm là đặc sản với các loại sò ốc, mấy cái đồ ở đây là mặt hàng là khách du lịch lợi là đa số ăn sò ốc, tôm mực rồi nè. Mắm đó là nói là cái đặc sản luôn, là loại mắm đó là mắm khách sạn của mình với cá linh rồi đó. Sau nhiều công đoạn chuẩn bị của chủ quán thì món lẩu mắm đã sẵn sàng để Văn Tạc cùng quý khán giả chúng ta cùng thưởng thức nha. Một hương thơm rất đặc trưng của món lẩu mắm miền Tây. Hương thơm thoang thoảng, nước dùng đậm vị, hải sản và rau củ phong phú, tất cả đã tạo nên món lẩu mắm đậm chất miền Tây. Và sự đa dạng trong ẩm thực tại chợ đêm Ninh Kiều càng làm tăng tính hấp dẫn cho du lịch Tây Đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm cho thành phố Cần Thơ. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Tập đoàn Môi trường Quang Đại của Trung Quốc bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường từ năm 2009. Trong 15 năm qua, hai bên đã hợp tác xây dựng một số dự án xử lý rác thải rắn ở cả trong và ngoài nước. Điển hình là dự án nhà máy điện rác Bắc La tại tỉnh Quảng Đông. Đây là dự án phát triển đốt rác thải sinh hoạt đầu tiên được xây dựng theo mô hình công viên sinh thái bảo vệ môi trường tích hợp sử dụng toàn diện các tài nguyên tái tạo, du lịch sinh thái, thảm thực vật xanh và giáo dục môi trường của Trung Quốc. Các dự án hợp tác của Tập đoàn Quang Đại và Ngân hàng ADB cũng luôn quan tâm đến việc hỗ trợ người dân địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong thời gian tới, Tập đoàn Môi trường Quang Đại mong muốn tiếp tục trao đổi và hợp tác sâu rộng với ADB về xử lý chất thải rắn và sử dụng tài nguyên, hợp tác kinh tế xanh và thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Qua đó, tiếp tục đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tổng thể của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Pháp có khoảng 42.000 nhà thờ công giáo. Nhiều nhà thờ trong số đó đang trong tình trạng xuống cấp. Trước thực trạng này, Bộ trưởng Văn hóa Pháp đã đề xuất việc thu phí vào cửa nhà thờ Đức Bà Paris khi địa điểm này mở cửa trở lại vào tháng 12 sau quá trình trùng tu toàn diện. Theo Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati, Pháp sẽ thu của du khách 5 euro để có thể quy động được 75 triệu euro mỗi năm nhằm bảo tồn các tòa nhà tôn giáo đang đổ nát của Pháp. Bà Dati cũng đề xuất mức phí cao hơn đối với du khách đến từ bên ngoài Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Nội vụ Bruno Le Maire cũng ủng hộ ý kiến của bà Dati cho rằng việc thu phí là cần thiết để bảo tồn di sản văn hóa của quốc gia. Tuy nhiên, có một số ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất này. Nhà thờ Đức Bà Paris từng là một trong những di tích được ghé thăm nhiều nhất thế giới, thu hút 12 đến 14 triệu du khách mỗi năm. Trước đó, nhà thờ Đức Bà Paris đã hứng chịu một trận hỏa hoạn lớn vào năm 2019. Sau nhiều năm trùng tu, nhà thờ dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào ngày 7 tháng 12 tới. Trung Quốc đã sẵn sàng cho cột mốc 1 tỷ người dùng 5G vào năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này là cả một quá trình thực hiện nhiều biện pháp, trong đó có việc tập trung xây mới trạm gốc 5G trên cả nước. Dữ liệu mới nhất cho thấy tính đến cuối tháng 8 năm 2024, Trung Quốc đã xây dựng tổng cộng 4.042 triệu trạm gốc 5G, tăng mạnh so với tháng 7 năm 2023, với chỉ 600.000 trạm gốc được xây mới. Như vậy, Trung Quốc được xem là quốc gia dẫn đầu về số lượng trạm gốc 5G đã triển khai. Với tốc độ phát triển số lượng trạm gốc 5G như vậy, thì số lượng thuê bao đăng ký 5G tăng lên đáng kể. Thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục củng cố nền tảng mạng, thúc đẩy đều đặn việc xây dựng mạng 5G, dùng phủ sóng mạng 5G tại các thành phố và các khu vực trọng điểm, ban hành các tài liệu chính sách phát triển ứng dụng 5G, tăng cường đổi mới công nghệ. Theo tính toán của Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, trong 5 năm kể từ khi đưa vào khai thác thương mại, công nghệ 5G đã trực tiếp đóng góp khoảng 56.000 tỷ nhân dân tệ và gián tiếp tạo thêm khoảng 140.000 tỷ nhân dân tệ cho GDP quốc gia. Những cửa hàng âm nhạc tồn tại hơn 100 năm tại Barcelona được ví như kho tàng âm nhạc với hàng chục ngàn bản tổng phổ và đĩa nhựa của các tác phẩm âm nhạc thuộc nhiều thể loại. Tuy nhiên, những cửa hàng mang tính lịch sử này đang đứng trước nguy cơ biến mất do sự phát triển của công nghệ và giá thuê mặt bằng tăng cao. Sự ra đời của các công nghệ lưu trữ tìm kiếm mới cùng sự phổ biến của các nền tảng phát nhạc trực tuyến đã dẫn tới sự sụt giảm số lượng các cửa hàng âm nhạc lâu đời như thế này. Ngoài ra, thời gian qua, giá bất động sản, giá thuê mặt bằng tăng dọt ở thành phố Barcelona đã khiến nhiều cửa hàng cổ không đủ khả năng để duy trì hoạt động và phải nhường chỗ cho các quán cà phê, cửa hàng đồ lưu niệm cho khách du lịch. Không ít người dân địa phương đã bày tỏ luyến tiếc trước sự biến mất dần của các cửa hàng âm nhạc từng rất quen thuộc này, trong khi du khách cũng tỏ ra rất yêu thích đối với những địa điểm văn hóa lâu đời trong thành phố. Trong bối cảnh đó, thành phố Barcelona đang cải tạo đại lộ Las Ramblas và khôi phục những cửa hàng âm nhạc tại đây. Những biện pháp này nhằm tạo ra sự cân bằng giữa phát triển du lịch và duy trì cuộc sống của người dân, cùng bảo tồn di sản văn hóa. Phần tin thế giới vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.